Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ký quyết định phong tỏa và thiết lập dùng cách ly y tế nhằm để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra. Cụ thể các địa điểm sau. Một phần của ấp Phước Thành, xã Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu gồm 69 hộ, 246 nhân khẩu, thiết lập hai chốt, chốt số 1 và chốt số 2, đoạn đường chiều dài khoảng 750 m. Cơ sở tôm Quốc Cường 2 ấp 1A, xã Phước Thành Tây A, huyện Phước Long. Thời gian áp dụng kể từ ngày 5 tháng 9 năm 2021 Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Phước Long chủ trì phối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài chính và các sở ngành có liên quan thiết lập dùng cách ly y tế, thành lập ngay các chốt kiểm soát đảm bảo các biện pháp giám sát phòng chống dịch theo đúng quy định luật phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2007.